Đấy. Rồi, ngoài ra thì có rất nhiều những cái từ khóa. Huy đã thống kê ở đây 50 từ khóa Midjourney giúp tạo ra kết quả thú vị. Đấy. Thì chúng ta có thể kết hợp những cái từ khóa như là person là người này, message tin nhắn này, selection này, pizza này, classroom này, description này, redirection này, phản chiếu này, store grade này, rồi là this này, send này, send difficult này, winter này. Đấy, anchor này, fast này, fetch này, bird này, song này. Đấy. Thì mỗi một cái từ khóa này mình có thể là gì ạ? Tạo ra những cái kết quả nó thú vị. Đấy, mình kết hợp vào. Hoặc là gì ạ? 250 cái câu câu nói truyền cảm hứng, tức là những cái gì ạ? Những cái từ khóa truyền cảm hứng cho câu lệnh gì ạ? Midjourney. Ừ. Đấy, ví dụ như là express này, là trường phái trừu tượng này. Attraction là trừu tượng này, học thuật này, hội họa hành động này, thực tế này, đấy, actuality này, thẩm mỹ này, đấy, nhôm này, đấy, góc cạnh này. Thì là mình dạ, mình vào đây mình copy, mình test, đó, thì Huy đã tổng kết, thống kê, tổng kết cho anh chị em ở đây rồi. Đấy, fingertip là hình tượng này, là finger là hình tượng này, phim này, đấy, phone này, đấy, foreground này, phần trước này, form là hình thức này, đấy, rồi là fuller rims này, chủ nghĩa tương lai. Đấy, ví dụ thế. Hoặc graphic là đồ họa này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy. Iconography này, biểu tượng học này. Đấy, idol là tín ngưỡng này. Đấy, kiểu kiểu vậy. Impressionist này, chủ nghĩa ấn tượng này. Đó. Mình nhận rất nhiều những cái từ khóa. Đấy. Magic này. Magic lantern này, máy chiếu ảnh này. Đó, material vật liệu này, medium là phương tiện này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Shape là hình dạng này, đổ bóng, shape là đổ bóng này. Đó, thấy không ạ? Scene là cảnh quay này. Ừ. Hiểu chưa? PVC là nhựa này, profile là hình mặt nhé. Đấy, portrait là chân dung này, pose là tư thế này. Đấy, dạ. Đây là những cái từ khóa để giúp cho mình dạ, có thêm những cái ý tưởng để mình đưa vào. Hoặc là như này, hoặc là mình nhìn thấy cái từ khóa của họ. Đấy ạ. Mình nhìn thấy cái từ khóa của họ nhưng mình không hiểu cái ý nghĩa của nó, thì mình có thể là gì ạ? Mình có thể học ở trong chỗ này và mình lấy cái này để mình làm bài tập, mình làm ví dụ anh chị em nhé. Đó. Có rất nhiều những cái phụ lục mà Huy đã tổng hợp thống kê.